Em chào bác nhá. Thì mạch bác nhờ em thiết kế em vừa vẽ xong. Mạch này rất là đơn giản thôi. Mạch động lực thì chúng ta sẽ có một automat để cấp nguồn cho mạch này, tiếp biểu động lực của công tắc thơ K kết hợp với rơ le nhiệt để cấp điện cũng như bảo vệ con động cơ. Về phía mạch điều khiển thì chúng ta có một cầu chì để bảo vệ mạch này. Bác ở đây bác muốn điều khiển nó tại ba vị trí thì bác sẽ sử dụng ba nút ấn on. Thì với một cái quy tắc như này, bác muốn điều khiển tại 4 hoặc 5 vị trí như đều được. Thì các nút ấn on thì sử dụng tiếp điểm thường mở. Thì tất cả các nút ấn on thì bác sẽ đấu song song với nhau tại các vị trí các bác sẽ dòng dây đấu song song các nút ấn on với nhau. Và để dừng nó thì chúng ta sẽ sử dụng ba nút ấn stop tại ba vị trí thì nó sẽ sử dụng tiếp điểm thường đóng. Thì bác sẽ đấu nối tiếp các nút ấn với nhau. Đó. Thì các bác cứ theo cái quy luật là nút on thì đấu song song, nút dừng thì các bác đấu nối tiếp thì bác muốn điều chỉnh ở mấy vị trí đều được. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng tiếp điểm thường mở của công tắc thơ K để duy trì nguồn điện. Đây là công tắc chọn chế độ chạy hoặc là chạy nhấp. Đó. Đây là tiếp điểm của rơ le nhiệt để bảo vệ. Em sẽ chạy thử cho bác xem này. Bật công tắc này. Ấn nút on 1. Ở đây chúng ta đang chọn chế độ chạy nhấp thì ấn on 1. Động cơ chạy, bỏ tay khỏi nút on thì động cơ sẽ dừng. Ấn on 2, động cơ chạy, bỏ tay ra khỏi nút ấn thì động cơ dừng. Ấn on 3, động cơ chạy, bỏ tay ra thì động cơ dừng. Khi bật công tắc này thì nghĩa là chọn chế độ chạy. Thì ấn nút on, động cơ sẽ chạy. Ấn nút stop, động cơ sẽ dừng. Ấn on, động cơ chạy. Ấn stop, động cơ dừng. Chúng ta có thể dừng động cơ ở, hoặc chạy động cơ ở ba vị trí. Đó. Thì bác xem đã ok chưa, muốn chỉnh sửa gì thì báo lại cho em.